tập 11. Tạm biệt rồi, bye nha. Chớ gì kỳ vậy, không phải cô nói 3 + 3 thêm 2 sao? Thêm 2 đâu chứ. Tôi giữ lại cái này không được trách tôi, tại cô hết đó. Được, em sẽ tìm cái thích hợp cho anh nha. Sao lại không bắt máy chứ? Không lẽ là bị bắt cóc rồi hả? Không đâu, nhất định là bị đồng nghiệp nữ ăn hiếp rồi. Gần đây mình đang làm một phát ngôn vô cùng lợi hại, nhưng đó là cơ mật công ty, không thể nói bạn biết. Thật ra nói bạn biết cũng không sao hết, dù sao bạn cũng không nói ra. Thật ra nói bạn biết cũng không sao, dù gì phát ngôn đó cũng chính là mình. Bạn đoán thử coi là gì? Gợi ý liên quan tới tay, nhưng không phải đồng hồ. Đồng hồ bỏ túi? Không, là đồ tiêu hao. Đồng hồ điện tử? Đã nói không phải đồng hồ mà. Vậy thì là gì? Bạn nhìn mình nè. Rồi, mình nhìn bạn. Hay là đừng nhìn nữa. Được, không nhìn nữa. Là vậy đi nha, anh và Tiểu Quy cùng ăn miếng khoai tây. Tôi đã ăn rồi. Trời ơi, cô làm vậy cũng hơi quá đáng rồi đó nha. Nè Bạch Nhiên, ăn miếng này. Tiểu Quy, anh thua rồi. Không muốn anh và em cùng ăn miếng khoai tây này đây nè. Em hơi lo cho Cao Minh. Đừng có lo lắng nữa, bên đây xảy ra chuyện lớn rồi, mau qua đây. Làm gì đây? Cùng ăn miếng khoai tây. Như vậy sẽ đụng môi đó. Không trúng, không trúng, không trúng. Như vậy không hay lắm. Không đâu, thử lại lần nữa xem. Uông, cái này quá ngắn rồi phải không? Vừa rồi nó cũng dài chứ đâu ngắn. Cùng ăn đi. Ừ. Trân đi. Trời ơi, để mình ăn cho bạn coi, để mình ăn cho. Trời ơi, chúng ta đừng nhìn, chúng ta đừng nhìn. Nhìn sẽ hại mắt lắm đó. Tôi ăn rồi. Cảm ơn. À, bạn thấy đẹp không? Mình thấy màu này rất hợp với mình. Cũng được lắm. Mình thấy nó rất đẹp. Thật ngại quá, tôi muốn xin hỏi một chút, thương hiệu chỗ cô có hợp tác với cửa hàng nào ở trong nước hay chưa? Dạ nghe nói là không. Tôi chỉ là cửa hàng trưởng, cụ thể như thế nào thì tôi không rõ lắm. Vậy có thể làm phiền cô cho tôi số điện thoại của người phụ trách được hay không? Bởi vì bây giờ tôi đang mở cửa hàng nên rất hứng thú với nhãn hiệu của bên cô. Dạ được, chúng tôi rất sẵn lòng. Vậy thì làm phiền cô. Được. Tốt nhất là số của người phụ trách bên khu châu Á. Dạ được, cho tôi hỏi thử nha. Được, cảm ơn cô. Cảm ơn. Cùng xem đồ với mình đi. Bạn là nhà thiết kế, mình tin bạn có mắt thẩm mỹ. Được thôi.
Bạn muốn mặc cái này sao? Thật ngại quá, tôi muốn xin hỏi một chút. Nhà thiết kế bộ đồ này là ai? Có thể cho tôi số điện thoại liên lạc được hay không? Dạ được, xin chờ chút để tôi xem danh mục sản phẩm đã. Được. Được. Làm phiền cô. Bạn coi, hôm nay mình mua bộ đồ này cũng đẹp ha. Cũng được lắm. Gió hôm nay thổi dễ chịu quá. Nếu đã như vậy, mình đưa bạn về nhà trước nha. Bạn cho là mình không biết thưởng thức phong cảnh sao? Mình là sợ bệnh của bạn nặng hơn. Mình vốn không có bệnh, bạn không nhìn ra sao? Vậy sao? Bạn diễn giống thiệt lắm. Mình biết là mình ngớ ngẩn, nhưng bạn cũng không thể thật sự coi mình là nhỏ ngốc. Mình biết bạn nhìn ra được rồi, chỉ là bạn không dịch trần mình thôi. Mình thực sự không nhìn ra. Vậy nếu như bạn thực sự không nhìn ra, chỉ có thể chứng tỏ bạn vốn không để ý, không quan tâm mình trong lòng bạn. Ngay cả vị trí nhỏ để bạn chú ý cũng không có. À, thật ngại quá. Chờ một chút, nếu như bạn giả bệnh, vậy mình đưa bạn về khách sạn trước. Bạn đi cùng mình một lát sẽ chết sao? Được rồi, đi thôi. Của bạn nè. Thực ra mình gạt bạn tới không chỉ vì muốn gạt bạn tới gặp mình đâu. Mình biết mà. Vậy bạn đã đọc qua tin tức nói về mình rồi sao? Thì ra là vậy. Đó đều là giả hết, tất cả là bịa đặt. Mình bị người ta đặt bẫy. Hôm đó mình làm về rất tối. Đột nhiên họ nói với mình vẫn còn một lịch trình nữa, chính là phải đi gặp mặt cái ông thẩm đó. Mới đầu mình cũng thấy kỳ lạ, nhưng họ nói chỉ cần mình qua đó nói chuyện với ông ta, nói về việc hợp tác gì đó của doanh nghiệp họ. Lúc đó trợ lý của mình cũng đi cùng mình. Chỉ là tay săn ảnh đó cố ý không chụp cô ấy. Nhìn qua giống như chỉ có hai người vậy thôi. Ngành giải trí chính là như vậy. Vì để tạo ra tin tức giả, không từ thủ đoạn nào. Thật ra bạn không cần giải thích, mình cũng tin bạn mà. Mình không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần bạn hiểu mình, bạn tin mình là đủ rồi. Cho nên bạn cảm thấy sẽ là ai? Còn có thể là ai? Mình cũng thấy cô ta cố ý tạo ra scandal cho bạn. Mình hỏi bạn là ai vậy? Làm sao vậy? Mình biết là về mặt này mình có hơi chậm tiêu. Chứng tỏ bạn không có tâm cơ, là người con gái bình thường. Vậy thì bạn cảm thấy là ai vậy? Mình chỉ là suy đoán thôi. Là Linh Sam. Linh Sam? Không thể nào đâu. Mình là người mẫu hợp đồng công ty. Cô ấy hạ thấp giá trị của mình thì có lợi gì cho cô ấy? Mình nghĩ vì hợp đồng bạn sắp hết hạn, cô ta muốn tiếp tục hợp đồng, khiến bạn không còn tư cách bàn điều kiện với cô ta. Phải á? Ồ, bạn thông minh quá. Quá khen rồi. Cho nên mình mới thích bạn. Cảm ơn. Mình rất thích bạn. Thật xin lỗi. Bây giờ mình không thể nào đáp lại. Mình biết rồi.
bạn không cần phải nói ra đâu. Thật ra sao bạn lại nhất định phải nói ra chứ? Bạn có biết đối với mình, bạn luôn. Thật xin lỗi. Con người bạn bị thần kinh hả? Sao cứ nhất định ép người ta khóc chứ? Gọi điện thoại cho Cao Mơn cả ngày rồi mà sao không bắt máy chứ? Chỉ kêu để lại lời nhắn. Tại sao anh ta nhất định phải nghe điện thoại của em chứ? Nói không chừng anh ta đang hẹn hò với người con gái khác rồi. Người con gái nào? Là Angela hả? Vậy thì không sai rồi. Anh ta đang nồng nhiệt với Angela. Em đừng có làm phiền anh ta nữa. Không có, Angela bị bệnh nên Cao Mơn mới tới thăm thôi. Nhưng kỳ lạ là Cao Mơn không nói với em cô ấy bệnh gì hết. Không phải Angela bị bệnh nặng rồi chứ? Em tỉnh lại chút đi. Angela sao có thể bị bệnh được chứ? Chắc chắn là giả vờ rồi. Không được, em phải đi thăm cô ấy. Đi với em đi. Anh bận lắm. Vậy em sẽ tự đi. Được rồi, nếu như em đã muốn gặp Cao Mân như vậy thì cùng anh ta ăn bữa cơm, nhảy một điệu, sau đó mau chóng trở về. Còn nữa, em nói với Cao Mân mau chóng lăn về đây. Còn rất nhiều chuyện đang chờ anh ta giải quyết. Cấp dưới giống như anh ta đúng là không có trách nhiệm. Anh rất là không vui đó. Tài xế, chạy theo chiếc xe đằng trước, tôi bắt nhỉ. Anh biết em không uống cà phê nên gọi trà giúp em rồi. Cảm ơn. Angela thế nào rồi? Cô ấy đang ở bệnh viện gần đây hả? Em muốn đi thăm cổ một chút. Ừ, cô ấy không nằm viện. Để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày thì không sao rồi. Trước đó còn nói gọi điện thoại không nghe máy. Sao nhanh như vậy đã tìm được rồi? Còn nói là không có gì. Cũng phải, người bệnh đều thích không gian thật yên tĩnh. Nhưng em hơi lo lắng cho cô ấy. Em không cần lo cho cô ấy đâu. Cũng không sao. Em vẫn tốt bụng giống như trước đây. Luôn luôn coi chuyện của người khác như là chuyện của mình. Cảm ơn. Người tốt bụng phải là anh mới đúng. Lúc Angela bị bệnh, người đầu tiên chạy tới thăm chính là anh mà. Ừ. Thật ra em quan tâm tới Angela như vậy cũng vì một chút xíu tâm tư riêng. Không phải Thượng Bạch Nhiên muốn ký hợp đồng với cổ sao? Em muốn nói em sẽ cố gắng hết sức mình chăm sóc cho cổ thiệt tốt, để cho cô ấy mau chóng hồi phục trở lại.
Nói tới Thượng Bạch Nhiên, sao anh ta lại yên tâm để em một mình tới tìm anh như vậy? Em cũng đâu phải là con nít, cũng không bị lạc đường, anh ấy lo lắng cái gì chứ? Anh không phải có ý đó đâu. À, anh ấy nhờ em nói với anh, kêu anh mau chóng trở về. Hình như là hai người còn rất nhiều việc phải chuẩn bị đó. Được. À đúng rồi, em đã đi xa như vậy, hay là chúng ta về thăm trường cũ được không? Trường cũ hả? Ừ. Nhớ tới cũng có một chút hoài niệm. Hôm nay nghỉ lễ, giáo viên học sinh đều nghỉ hết rồi. À đúng rồi, ngày mai thành lập trường, chúng ta nhân cơ hội này về trường thăm các bạn cũ và thầy cô được không? Nhưng chưa chắc em có thời gian. Đi thôi. Bây giờ hả? Phải, đúng rồi. À, đi. Đi thôi. À, xin chào, đã lâu không gặp. Xin chào. Cảm ơn. À, không gì. À, anh tìm ai? Tôi bắt người. Bắt người? Ở đây là trường học mà, không được bắt người lung tung đâu. Hả? Wow, lâu quá không về rồi, em nhớ quá. Đúng vậy, anh thật không ngờ vậy mà bảo vệ còn nhớ anh nữa chứ. Dĩ nhiên là nhớ rồi. Cao Mân là nhân vật nổi tiếng của trường vào năm đó mà, sao lại không nhớ được chứ? Nếu so ra Lộc Tiểu Quy em mới khiến người ta ấn tượng sâu sắc đó. Ừ, vậy hả? Ừ. Vậy anh có còn liên lạc với bạn học cũ hay không hả? Không còn, vì anh ở nước ngoài thời gian dài cho nên là... Vậy mà anh còn muốn dẫn em đi tham gia lễ thành lập trường ngày mai gì đó. Em cũng biết là anh không giỏi giao tiếp xã hội, dẫn theo Lộc Tiểu Quy em thì sẽ không gặp vấn đề gì nữa. Cao Mân, hóa ra là anh lợi dụng em đó hả? Em cũng biết là anh đâu có bạn bè gì đâu. Sét đánh ngang tai, hóa ra là Cao Mân anh luôn không coi Tiểu Lộc Quy em là bạn bè. Bây giờ em mới biết hả? Lại sét đánh ngang tai, hóa ra từ đó tới giờ đều là em tự mình đa tình. Ôi da, đau lòng quá. Thôi, em đừng có diễn nữa. Lộc Tiểu Quy em là hồng nhan tri kỷ, thầy tốt bạn hiền của anh đây, cha mẹ tái sinh, ân nhân cứu mạng, được chưa hả? Được rồi, ngoại trừ cha mẹ tái sinh, các cái khác bổn cung đều nhận. Hỡi giá. À đúng rồi, bác trai bác gái và chị Yên gần đây vẫn khỏe chứ? Ừ, đều rất khỏe. Chúng ta coi khi nào rảnh về thăm họ đi ha. Được. Cao Mân. Hả? Anh có còn nhớ chỗ đó hay không? Ủa, nghe ai quá. Ai kéo cái này vậy? Ừ. Nghe khó chịu quá à. Ồn ào quá đi. Ai vậy chứ? Làm sao? Ồn, ai kéo gì đâu? Chịu nổi ghê quá. Anh có thể làm gì trời? Bạn là Lộc Tiểu Quy hả? Đúng vậy, bạn là ai? Bạn gọi tôi ra đây có mục đích gì hả? Tôi nói bạn biết, yêu sớm là hành vi không đúng. Tôi cái gì chứ? Bạn phải đặt tinh thần của mình vào việc học tập, như vậy sau này mới có thể cống hiến cho xã hội được. Tôi còn tôi nữa, bạn đừng tự chà đạp mình. Nhìn bạn cao như vậy, chắc từng ở lại lớp hả? Phải cố gắng học tập, đừng nghĩ tới mấy chuyện yêu đương lén lút nữa. Cự tuyệt yêu sớm, bắt đầu từ tôi. Rốt cuộc mà nói xong chưa? Xong rồi. Tôi tên Cao Mân. Tôi không muốn biết đâu. Bạn đừng tưởng bản thân xinh đẹp như tranh, dáng người lại rất đẹp thì làm thằng bậy. Không phải nữ sinh nào cũng thích người như bạn đâu. Khuyên bạn mau sớm quay đầu, đừng làm chuyện đáng xấu hổ này nữa. Rốt cuộc bạn nói xong chưa? Bạn nói đi, rốt cuộc bạn hẹn tôi ra đây làm gì? Tôi tới là muốn nói với bạn, bạn kéo đang làm phiền tôi vẽ tranh, chỉ vì vậy thôi. Cự tuyệt yêu sớm,
bắt đầu từ em. Anh không biết xấu hổ. Ông vô trường hả? Phải. Ông là giáo viên trường này sao? À, tôi đưa ông vô nha. Ủa sao anh lại tới nữa? Tôi đưa ba tôi vào trong trường. Ông ấy là giáo viên ở đây. Ông ấy là bạn của anh. Ừ. Vậy tôi là ai? Làm sao tôi biết anh là ai chứ? Ba, anh ta là ai? Ba không biết. Thật ngại quá, nhận lầm người rồi. Bệnh thần kinh. Nói đi, bạn tìm tôi tới đây rốt cuộc bạn muốn gì? Tôi muốn nói với bạn, bạn kéo đàn ảnh hưởng tôi vẽ tranh, chỉ vậy thôi. Anh coi lúc đó anh rất ngầu. Coi em lúc đó rất là ngốc. Đó đâu phải là lỗi của em. Lúc đó em tưởng rằng nam sinh hẹn nữ sinh ra ngoài chính là muốn tỏ tình. Nằm mơ ban ngày. Sau đó em mới biết anh không phải là thành phần cặn bã, mà là sinh viên đại học 100% luôn. Đúng vậy, anh cũng chưa từng ở lại lớp. Người ta chỉ là phát triển sớm nên hơi cao, không được sao? Sao trách được chứ? Vậy là anh trách em rồi. Dạ, yeah, có thể trả quần áo lại cho chúng tôi không? Thật ngại quá. Thật xin lỗi. Cảm ơn hai em nhiều ha. Không có gì đâu, chỉ là muốn nhớ lại kỷ niệm cũ. Cảm ơn nhiều nha. Thật là ngại quá. Vậy chúng ta đi đâu? Ừ. Tới phòng vẽ ha. Cũng được đó. Đi. Anh ơi, tôi xin anh cho tôi vào trong đi. Tôi muốn đọc sách, muốn được vào lớp. Tôi muốn được học mà. Đại ca, đại ca, cho tôi vào trong đi, tôi năn nỉ anh đó. Cảm ơn anh mà đại ca. Có được không? Năn nỉ anh mà, cho tôi vào trong đi. Tiểu Lộc à, em có cảm thấy tất cả đồ vật ở đây đều nhỏ đi hay không? Đó đều là ảo giác của anh thôi. Là bởi vì anh lớn rồi cho nên cảm giác tất cả đồ vật ở đây đều nhỏ đi. Có lẽ là vậy. Con người khi lớn lên nhưng nội tâm thì vẫn không lớn. Bạn tới đây làm gì? Thật ra tôi vậy rốt tới... cuộc bạn muốn làm gì? Tôi muốn nói xin lỗi nha, do tôi hiểu lầm bạn rồi. Tôi không biết khoảng cách xa như vậy mà cũng làm ồn tới bạn. Không sao. Bạn đang vẽ hả? Lợi hại thiệt. Thật ngưỡng mộ. Bạn yêu thích vẽ tranh tới vậy sao? Thật ra tôi không thích vẽ tranh đâu. Hả? Cái tôi thích là thiết kế quần áo. Nhưng muốn học thiết kế quần áo thì phải học vẽ tranh trước. Sau đó còn phải học cách may. Bỏ đi, nói nhiều như vậy bạn cũng không hiểu đâu. Đúng là rất hay. Lần đầu tiên tôi nghe người khác nói như vậy đó. Thật ra không ai biết là tôi đang làm gì. Vậy sao? Ừ. Tôi cảm thấy vẽ tranh rất hay mà. Tôi thấy bạn không cần để ý người khác nói gì, chỉ cần bản thân mình thích là được. Thật vậy sao? Đúng vậy. Tôi cảm thấy bạn nên cho nhiều người thấy tác phẩm của bạn. Mọi người sẽ cảm thấy bạn rất là giỏi. Quan trọng chính là không ai muốn coi. Vậy thì tôi coi. Nếu như bạn không phiền thì sau này tôi sẽ thường xuyên tới phòng tranh coi bạn vẽ ha. Không cần đâu. Vậy tôi xin phép. Nè đừng. Bạn coi tôi vẽ tranh đi. Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu. Tôi tên Lộc Tiểu Quy, mọi người gọi tôi là Tiểu Quy. Mọi người đều gọi bạn là Tiểu Quy hả? Tôi không muốn giống như người khác. Vậy tôi gọi bạn là Tiểu Lộc nha. Vậy tôi gọi bạn là Tiểu Cao. Bạn chỉ được gọi tôi là Cao Hưng. Được thôi. Làm gì vậy? Bạn bè thông thường phải có cái gì ám hiệu này nọ đó. Ngu ngốc.
em có cảm thấy rất nhiều đồ vật vẫn giống như xưa sao? Vậy sao? Cao Mân, tôi quyết định bỏ học kéo đàn luôn. Nói giỡn hả? Nhưng mà bạn rõ ràng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc sao hả? Nhưng mỗi lần tôi kéo đàn đều làm ồn tới bạn và các bạn khác nữa. Hàng xóm nhà của tôi ngày nào cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa tôi cũng không tiến bộ. Cho dù là thế nào, bạn cũng tiến bộ một chút xíu chứ. Cảm ơn, bạn đừng an ủi tôi nữa. Mặc dù ước mơ của tôi là trở thành một nhà violon sen, nhưng mà tôi cảm thấy về phương diện này tôi không có tài cán gì hết. Có một số chuyện không có tài cố gắng đi nữa cũng không thành công. Cho nên tôi quyết định bỏ công sức đặt vào những việc khác, cố gắng học tập. Kéo đàn trở thành một sở thích là được rồi. Tiểu Lộc à, đây không phải giống phong cách của bạn nha. Không phải bởi vì mình muốn bạn được yên tĩnh hả? Nói chơi thôi mà. Bạn yên tâm, tôi bảo đảm đây là lần bỏ cuộc đầu tiên của tôi và cũng là lần sau cùng. Vô học rồi. Nè Cao Mân, anh còn nhớ lần đầu tiên em làm cử chỉ đó với anh không? Lúc đó anh còn nói là em ngốc. Anh coi, không phải là chúng ta vẫn xài tới bây giờ sao? Tiểu Lộc, anh rất thích em. Hôm nay ngày mấy tháng mấy mà anh còn nói giỡn với em như vậy? Vui đủ rồi đó nha. Anh thật sự rất thích em. Chuyện này bắt đầu khi nào vậy? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Nhưng mà em đã thích người khác rồi. Xin lỗi anh nha. Quá ra người khác nói lời xin lỗi chính là loại cảm giác này. Cao Mân, thật sự xin lỗi anh nha. Em đừng nói nữa. Em mà còn nói, anh thật sự sẽ khóc đó. Thật hả? Giả đó. Nhưng anh thích em là thật. Nhưng mà em vẫn cảm thấy chúng ta thích hợp làm bạn bè hơn. Sao cũng được. Dù sao em đã là của người khác rồi. Muốn trách phải trách anh. Lúc đó không dũng cảm nói cho em biết. Bây giờ có nói gì làm gì đi nữa cũng đã muộn màng rồi. Không sao, anh chỉ muốn nói cho em biết. Cảm ơn. Bây giờ em không biết phải nói gì nữa. Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn thân giống như lúc trước không? Đương nhiên, sao cũng được. Em cứ coi những chuyện ngày hôm nay như chưa từng xảy ra là được rồi. Vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ đi đâu hả? Nè, lần đầu tiên anh tỏ tình với người khác và bị từ chối, em có thể để anh yên tĩnh một mình được không? Phần
Được rồi, em đi trước đi. Anh nghĩ chắc anh cũng không cần tiễn em nữa. Dù sao, đã có người đang đợi em rồi. Cảm ơn. Sao anh lại ở đây vậy? Thì anh chờ em đó. Anh lại theo dõi em? Đâu có. Về nhà thôi. Con người anh rất rộng rãi, có chuyện gì cũng sẽ quên nhanh thôi, sẽ không có để ý đâu. Hả Tiểu Quy? Cao Mân. Không có gì. Về nhà thôi. Bạn tới làm gì? Tìm bạn. Bạn có biết một người đàn ông tìm một người phụ nữ trong đêm tối là vì cái gì không? Bạn quản mình sao? Dựa vào cái gì? Hôm nay mình tỏ tình với Lộc Tiểu Quy rồi. Và bị từ chối. Hả? Cổ dựa vào cái gì? Thì dựa vào cổ không thích mình. Lần này mình tới để bàn công việc với bạn. Đi đi, mình không có tâm trạng. Mình muốn mời bạn tới chỗ Thượng Bạch Nhiên làm người mẫu độc quyền. Thượng Bạch Nhiên? Phải. Không phải anh ta là bạn trai Lộc Tiểu Quy sao? Phải đó. Bạn điên rồi. Tình cảm là tình cảm mà công việc là công việc. Cô ấy đã xác định rõ từ chối mình rồi. Hơn nữa cô ấy và Thượng Bạch Nhiên cũng rất hạnh phúc. Vậy mình dựa vào cái gì đồng ý với bạn? Bạn quên bạn vừa đối xử với mình thế nào sao? Bạn cũng đâu phải bạn trai mình. Bạn cũng mới vừa bị từ chối cho nên chúng ta què nhau được chưa? Bạn chắc chắn muốn mình làm người mẫu hợp đồng cho Thượng Bạch Nhiên sao? Phải. Vậy mình cũng phải có điều kiện chứ. Đãi ngộ sẽ không thấp hơn phí Linh Sam đâu. Mình sẽ nói với Thượng Bạch Nhiên cho bạn đãi ngộ tốt nhất. Mình không quan tâm tiền. Vậy bạn quan tâm cái gì? Để mình nghĩ đã. Chỉ cần bất cứ chuyện gì mình có thể làm được, mình đều sẽ làm cho bạn. Là bạn nói nha. Vậy mình chỉ cần bạn đồng ý một điều kiện, một điều thôi. Bạn không được từ chối. Được thôi. Thank you.
Angela, tôi tìm tổng biên tập Linh. Tôi không nghe nói cô có hẹn trước. Là chuyện gấp. À, được, tôi đi thông báo một tiếng, cô chờ chút nha. Tổng biên tập Linh, Angela tới rồi. Ờ, có nói về việc gì không? Dạ không nghe nói, chỉ nói chuyện gấp. Hay là cô ta đã biết được gì rồi nên tới gây sự? Để cô ta vào đi. Ừ, dạ được. À, Victoria, tài liệu về người mẫu thích làm siêu mẫu trong tiết mục đó đã gửi tới cho chúng ta chưa? Dạ hôm nay vừa mới gửi tới. Ờ, chờ một chút, bây giờ tôi đi liền. Tổng biên tập Linh nói cô có thể vào trong. Xin mời. Tổng biên tập Linh. Nè Angela, lâu như vậy cũng không tới thăm tôi hả? Khỏe không? Tôi vui lắm đó. Tôi cũng vậy. Nè, ngồi đi. Thật là đẹp quá. Tìm tôi có chuyện gì không? Ừ, thật ra là muốn tìm cô nói về chuyện hợp đồng đó mà. Hợp đồng? Hợp đồng của cô có vấn đề gì sao? Ừ, không có vấn đề gì. Tôi biết trước giờ cô luôn chăm sóc đặc biệt cho tôi, nhưng tôi tôi nghĩ tôi có thể có một chút về kế hoạch khác. Ờ, được. Kế hoạch gì vậy? Tổng biên tập Linh, thiệt ngại quá tôi làm phiền một chút. Chuyện gì mà gấp như vậy chứ? Không thấy Angela đang ở đây hay sao? À, dạ, xin lỗi tổng biên tập Linh. Xin lỗi Angela, tôi thật ra có việc rất gấp. Không sao đâu. Được rồi, nói đi. Dạ tổng biên tập Linh, đây là tài liệu về người mới gia nhập trong tiết mục Thích Làm Người Mẫu lần này. Không phải họ muốn hợp tác toàn phần với Pretty sao? Làm platform truyền thông độc nhất ở trên mạng, muốn mời cô đảm nhận làm giám khảo khách mời, cho nên đã tổ chức tiết mục đặc biệt gửi số tài liệu này qua đây cho cô. Xin mời cô xem qua thử. Bây giờ đang chờ cô trả lời gấp. Lúc nãy họ có gọi hối đó. Mấy người con gái này rất là đặc sắc. Tìm ở đâu ra vậy? Hả? À, đúng ha. Cô coi người này đi, người này rất là đẹp đó. Nè coi đi, cô ấy từng tham gia các hoạt động trong hội chữ thập đỏ quốc tế ở nước ngoài, còn biết tiếng Anh, cả tiếng Ả Rập nữa. Cô coi. À đúng rồi, tổng biên tập Linh, tổ tiết mục còn nói họ muốn ba người đứng đầu cuộc thi lần này chụp ảnh bìa cho Pretty của chúng ta. Không thành vấn đề, cô trả lời với họ. À, nói là tôi nói không vấn đề. Hơn nữa quán quân lần này còn có thể trực tiếp ký hợp đồng với chúng ta. Tôi có thể sắp xếp cho họ lên bìa tạp chí của Pretty chúng ta làm hình ảnh đại diện. À, Angela, cô coi thử đi. Thế nào? Tổng biên tập Linh, điều cô nói là thật hay giả vậy? Ngay cả ngôi sao nữ còn phải tranh giành đổ máu vị trí mà ai cũng mong muốn chụp ảnh bìa, cô lại cho một người mới lên chụp sao? Người mới cũng có thể chớp mắt mà biến thành sao, đúng không? Đây chắc chắn là tin tức lớn ở trong ngành. Biến họ thành ngôi sao không phải là chuyện từng giây từng phút sao? Để tôi đi nói với bên tổ tiết mục. Đi đi. Chắc họ sẽ kích động tới chết luôn. À, Angela xin lỗi nha. Rồi chúng ta nói chuyện của cô đi. Lúc nãy nói tới đâu rồi? Ờ, nói tới à, tổng biên tập Linh, tin tức lúc trước của tôi chắc cũng gây rắc rối đúng không? Không sao đâu, ổn rồi.
Vậy bên phía khách hàng không có ý kiến gì với tôi chứ? Bên phía khách hàng dĩ nhiên tôi đã đi hỏi thăm cho cô rồi. Họ đối với cô vẫn là vô cùng tín nhiệm mà. Dù sao cô nghĩ đi, có Betty và tôi đảm bảo cho cô, chúng tôi là hậu thuẫn vững chắc cho cô. Tôi biết tổng biên tập Linh nhất định sẽ bảo vệ cho tôi. Dù gì tôi cũng là người mẫu nổi tiếng của Betty từ đó tới giờ, nhận không ít quảng cáo cho Phong Thượng rồi. Chúng ta là người một nhà, chung một lòng mà. Đương nhiên, nếu như cô muốn ký hợp đồng với những người mẫu mới, tôi có thể giúp cô dạy dỗ họ mà. Là người mới khó tránh sai sót, còn quê lắm. Angela đúng là rộng lượng. Cảm ơn. Nhưng tổng biên tập Linh tôi làm sao có thể để cô lãng phí thời gian để mà dạy dỗ người mới được. Họ ngoại trừ tuổi còn trẻ ra, trình độ chuyên môn gì cũng không có, đúng không hả? Nhiệm vụ của cô chính là phải giúp tôi cố gắng làm đẹp, để cho bản thân cô mãi mãi duy trì cho được trạng thái đỉnh cao này, được không? À, được thôi. À, vậy chuẩn bị thêm đi. Vậy tổng biên tập Linh, tôi xin phép về trước. Xinh đẹp nha, tập thể dục đều đặn vào. Dạ được. Tạm biệt, thường tới thăm tôi nha. Cửa hàng của chúng ta cuối cùng cũng đã sửa chữa xong. Xin chào, chờ lâu rồi. Đem nước tới cho hai anh nè. Tiểu Lộc, cảm ơn em rất nhiều. Sao lại biết anh đang khát nước chứ? Ngoan quá. Wow, vậy thì chúng ta sắp có thể khai trương được rồi ha. Vẫn còn sớm mà. Tiểu Lộc, cái gọi là tiệm thương hiệu tổng hợp, ý nói hợp tác với nhiều nhà thiết kế nhãn hiệu bày bán những trang phục và phụ kiện đẹp mắt của họ trong cửa hàng, cho nên chỉ dựa vào chúng ta thì không thể gọi là tiệm thương hiệu tổng hợp được. Vậy bây giờ chúng ta tìm nhà thiết kế hả? Vậy để em hỏi thử sư tỷ. Sư tỷ hiểu về nhãn hiệu nhiều lắm. Em nói Victoria hả? Phải. Cô ta là người của Linh sao? Em muốn hại chúng ta sao? Thật ra trước đây anh đã liên lạc với các nhà thiết kế rồi. Thật ra họ cũng rất hứng thú với anh Lazy của chúng ta. Nhưng anh còn phải tốn chút thời gian để đi tìm hiểu thêm cái gọi là nhà thiết kế rất có tài nhưng vẫn chưa nổi tiếng. Tôi nghĩ ra một người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.